Chia sẻ về sự đổ vỡ trong hôn nhân cũ, Cẩm Thu nói cuộc đời tôi chưa bao giờ giận ai dù là chuyện lớn hay nhỏ. Tôi tâm niệm khi giận, mình phải suy nghĩ nhiều, đau đầu lắm nên chuyện gì qua được thì cứ bỏ qua luôn cho chồng nhẹ nhàng hơn. Ngày Linh Tí bỏ nhà đi cùng bạn gái, Cẩm Thu chị muốn nhảy lầu tự vẫn cho xong. Bao nhiêu tình thương chị dành hết cho con, ngay cả khi vợ chồng chia tay nhau 3 năm rồi mà Cẩm Thu vẫn sầu, chỉ sợ hai con bị ảnh hưởng vì chuyện của cha mẹ, nhất là cô con gái khi ấy vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên. Thời gian Linh Tí bỏ nhà đi, chị trách bản thân mình nhiều hơn là trách con. Cẩm Thu biết Linh Tí thương mẹ, tính hiền lành nhưng lại bướng, càng tuổi trưởng thành nên cũng có chút nổi loạn. Chị không la rể con mà quyết định đánh vào tâm lý của chàng trai trẻ. Chị nói với con, bản thân mẹ không hủ lậu hay phong kiến để ép buộc con, nhưng con phải suy nghĩ, nếu hai đứa yêu nhau thật sự thì mẹ không cản, nhưng mẹ thấy cô ấy không thương con. Trong tình cảm yêu thương, nếu lo lắng cho người ta, phải hy sinh cho nhau, chứ không cư xử như thế. Khi nào con chia tay, cảm thấy không còn chỗ nào nương tựa thì về với mẹ. Và đúng như trực giác của người mẹ, Cẩm Thu đoán đúng, sau 3 năm lêu lổng, Linh Tí trở về với mẹ và làm lại cuộc đời. Vợ chồng nghệ sĩ cây lương Cẩm Thu chỉ thỉnh thoảng tham gia show truyền hình, không đi diễn ở các tiểu bang như trước. Thời gian rảnh rỗi hơn, chị chăm sóc vườn lan, nấu ăn và tự tay may quần áo. Cẩm Thu nói ông trời không phụ lòng người, sau bao sóng gió tôi gặp được người đàn ông thật sự yêu thương mình và có mái ấm nơi xứ người. Cẩm Thu sống ở Mỹ gần 7 năm, kết hôn 2 lần với Philip Nam, doanh nhân mê cải lương. Trước đây anh là bạn của chồng cũ chị, nghệ sĩ Linh Tâm. Năm 2008, cả hai từng gặp gỡ khi anh về nước ghi hình video cải lương sau khi chia tay nghệ sĩ Linh Tâm. Trong chuyến lưu diễn tại Mỹ, Cẩm Thu gặp lại Philip Nam, lúc này vừa ly dị vợ. Tái ngộ, họ có dịp trò chuyện với nhau nhiều hơn. Sự hiền lành, chân thành trong cách cư xử của anh khiến chị quý mến. Philip Nam còn dành nhiều quan tâm cho hai con riêng của chị. Năm 2013, Cẩm Thu quyết định gắn bó với anh. Đều từng đổ vỡ trong hôn nhân, cả hai cho biết trân trọng gia đình hiện tại. Nhiều lúc cơm không lành canh không ngọt, Cẩm Thu thường im lặng, tránh mọi tình huống có thể khiến vợ chồng gây gổ. Chị nói, tôi không nghĩ nhịn nhịn là chịu thiệt thôi. Khi mình biết lùi đúng lúc ở chuyện trình đáng sẽ giúp người khác bình tâm và nhắc đúng sai. Cũng may ông xã hiểu chuyện, đôi khi nóng giận nhất thời thôi. Philip Nam nhận xét Cẩm Thu chu đáo và nấu ăn rất ngon. Những lúc rảnh, vợ chồng chị thường tổ chức họp mặt bạn bè, đồng nghiệp. Chị luôn chiều chồng, trổ tài nấu nướng, nhất là món vịt nấu canh đậm đà quê hương. Ông xã diễn viên cho biết, tôi yêu quý người phụ nữ của mình, cả hai quan niệm phải sống thật, tránh làm tổn thương nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.